Phùng Ngọc Huy nhói lòng khi nghe La Vi hỏi mẹ ngủ bao giờ tỉnh dậy. Hiện tại Phùng Ngọc Huy đang rất sốt ruột, anh cố gắng chờ hết dịch bệnh và xong giấy tờ thì sẽ về Việt Nam đón bé La Vi sang Mỹ. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ Đăng Kim đã đăng một status khá dài để chia sẻ về tình trạng hiện tại của Phùng Ngọc Huy cũng như bé La Vi. Theo cô chia sẻ thì hiện tại La Vi không ở với ông bà ngoại mà đang sống với người đã giúp bé từ khi 2 tuổi đến nay. Cô cũng tiết lộ hai bố con vừa nói chuyện FaceTime với nhau. Và câu hỏi ngây thơ của bé La Vi là khi nào mẹ ngủ dậy, khiến ai nghe cũng phải nhói lòng. Đăng Kim cho biết hiện tại chỉ chờ qua mùa dịch bệnh, lo công việc ổn thỏa thì Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam và tìm mọi cách để đón La Vi qua Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai và đối xử với bé La Vi cũng không ngoại lệ. Hello cả nhà, em viết lên vài dòng để trả lời cho những anh chị đã thương xót và lo lắng cho bé La Vi. Hiện bé vẫn đang được ở với người giúp bé từ lúc 2 tuổi đến nay. Và mẹ mất rồi thì bé vẫn còn ở đó vì vẫn quen ở đó, hiện không có ở với bà ngoại. Chuyện riêng tư tôi không muốn nhắc nhiều trên đây, tôi chỉ biết Huy vừa gọi về, hai cha con vẫn nói chuyện FaceTime. Cũng như thường lệ mỗi ngày bé luôn muốn nói chuyện với ba Huy. Huy nói La Vi nói, ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy? Tôi nghe như xé lòng. Tôi nghĩ mất mẹ và người duy nhất bé cần là ba. Tôi cũng rất mong mọi người sẽ tốt với Huy và bé tạm thời cho qua mùa dịch. Và Huy xong mọi thứ sẽ về và tìm mọi cách để đón bé qua. Tôi dù không cần biết thế nào với một người nào, tôi cũng sẵn sàng giúp nếu có thể. Bạn nào hiểu về tôi thế nào là chuyện của bạn. Tôi sống thế nào chỉ có lương tâm và những người thân cận tôi hiểu nhất là được. Và tôi cũng không muốn nhìn những hình ảnh của Mai Phương đã mất rồi. Hãy để họ được yên. Không nên tag và gửi vì tất cả tôi đã xem trên báo. Chuyện này xin kết thúc và tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúc cả nhà mạnh khỏe và giữ gìn sức khỏe qua mùa dịch nhé. Đăng Kim đăng status chia sẻ về chuyện của Phùng Ngọc Huy và bé La Vi. Mong anh Huy sớm về đón bé, em vừa đọc được lời bình luận của chồng chị Ốc. Lên tiếng bà ngoại bé cho bé đọc kinh từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, ngày cho uống chỉ 2 hộp sữa, phải ít cho bé tắm gội đầu, nghe đau lòng quá mà không làm gì cho bé được. Nay chị nói vậy cũng mừng phần nào cho bé, mong anh Huy và bé sớm đoàn tụ để bé được lớn lên ở môi trường hoàn thiện. Rất nhiều người mong Phùng Ngọc Huy sớm đón con sang Mỹ. Hình ảnh Mai Phương cuốn kết bên con gái khiến nhiều người nhói lòng. Cô bé ngây thơ chuẩn bị vào lớp 1. Trước đó Đăng Kim cho biết mẹ Phùng Ngọc Huy đến đón bé La Vi nhưng không được đồng ý. Hình ảnh bé La Vi trong đám tang mẹ, đôi mắt trong veo chưa hề biết về sự ra đi của mẹ. Phùng Ngọc Huy hiện tại sống ở Mỹ. Anh đang được cho là yêu ca sĩ Đăng Kim.